Tiếp tục chương trình thăm chúc Tết tại tỉnh Kiên Giang, chiều ngày 20 tháng 1, tại thành phố Hà Tiên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và đại diện bà con nhân dân khu vực cửa khẩu. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Thành phố Hà Tiên có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, du lịch và đối ngoại với đường biên giới trên đất liền, bờ biển và vùng biển rộng, giàu tiềm năng phát triển nhiều lĩnh vực. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, quản lý bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị. Nhân dịp Tết đến xuân về, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đón Tết Giáp Thìn vui vẻ, an toàn, đạt nhiều thành tựu trong năm mới 2024. Chủ tịch nước mong muốn cán bộ chiến sĩ biên phòng tại Kiên Giang và cả nước nỗ lực hơn nữa, lập nhiều thành tích hơn nữa chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 35 năm ngày Hội Biên phòng Toàn dân. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà ông Trương Tấn Sĩ, thương binh nặng, hiện đang cư trú tại phường Bình An, thành phố Hà Tiên.